Trong quá trình chạy trốn, Tuyết, Quỳnh Châu và Tiến, Trương Hoàng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Tuyết, Quỳnh Châu hiện là nghi can số 1 trong vụ án giết Vương Tuấn Anh bởi Tuyết là người cuối cùng tiếp xúc với Vương. Trong tập 4, Tuyết có nói với bạn trai là Tiến, Trương Hoàng là chỉ đẩy ngã Vương và lúc đó Vương bất tỉnh. Chuyện sau đó Vương sống chết ra sao cô không rõ. Còn Tiến trước đó cũng chính là người xô xát với Vương. Anh ta không chịu đựng nổi việc Vương hành hạ, sàm sỡ bạn gái mình. Tiến đã đánh một phát mạnh vào đầu Vương nhưng sau đó Vương vẫn tỉnh táo. Cả hai chạy trốn cùng nhau, tránh sự truy lùng gắt gao từ phía cảnh sát. Tuy nhiên, chính Tuyết giờ lại nghi ngờ Tiến có liên quan đến cái chết của Vương. Tuyết hỏi Tiến đôi giày anh đi trong quán bar hôm đó đâu, sao giờ lại thay đôi khác? Liệu có phải Tiến đã dính đến cái chết của Vương và phải thủ tiêu đi đôi giày kia vì đã dính máu Vương? En, Long, Bình An được đưa vào dạng tình nghi có động cơ giết Vương, Tuấn Anh. Nhưng anh ta khẳng định với bố mình không phải hung thủ. Ở tập 4, các đối tượng tình nghi trong vụ án giết Vương, Tuấn Anh lần lượt được công an tìm ra. Sau nhiều đầu mối thông tin, có vẻ như Long, Bình An cũng là một trong những kẻ tình nghi của vụ án. Long và Vương bằng mặt mà không bằng lòng, đằng sau mối quan hệ anh em thân thiết lại ẩn chứa trong đó là những mâu thuẫn liên quan trực tiếp đến lợi ích cá nhân. Buổi tối, bố và Long nói chuyện. Bố Long, Vĩnh Sương có đề cập đến công an đã đến nhà hỏi chuyện. Bố hỏi Long thực sự có phải là hung thủ không và Long khẳng định chắc chắn mình không có ngu mà làm như vậy. Bố hỏi Long vậy là thằng nào làm? Liệu Long có biết sự thật? Ai là hung thủ thực sự?